rong Aping rơi nước mắt khi chia sẻ về áp lực của một trưởng nhóm trong nhóm nhạc K-pop. Trưởng nhóm Aping đã không giấu được những giọt nước mắt khi chia sẻ về áp lực khi đảm nhiệm vai trò leader trong một nhóm nhạc K-pop. Trưởng nhóm là một thành viên có vai trò rất quan trọng trong một nhóm nhạc K-pop. Đây không chỉ là người có trách nhiệm dẫn dắt, đại diện phát ngôn, mà còn là người chăm sóc kết nối các thành viên khác lại với nhóm. Nếu một nhóm nhạc có vấn đề về nội bộ, hay những tranh cãi xung quanh cá nhân các thành viên, thì trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về người trưởng nhóm một nhóm nhạc thần tượng thường có rất đông thành viên việc hòa hợp tất cả quan điểm ý kiến cá nhân của từng người là điều rất quan trọng để tạo nên một teamwork tốt người trưởng nhóm thường là thành viên nhận nhiệm vụ cân bằng này vì thế có thể nói đây là chức vụ rất áp lực và một khi nhóm nhạc hoạt động không tốt thì trưởng nhóm sẽ rất dễ bị công chúng chỉ trích xuất hiện trên chương trình Live ba trưởng nhóm aping korong đã lần đầu tiết lộ về áp lực của chức vụ này cô nàng đã chia sẻ về việc trở thành thủ lĩnh của một nhóm nhạc thần tượng là như thế nào nữ thần tượng cũng cho biết cô đã dồn hết sự tập trung vào aping trong suốt thời gian hoạt động theo đó korong luôn nhắc nhở các thành viên rằng họ luôn phải có trách nhiệm dưới danh nghĩa thành viên aping ngay cả khi hoạt động sâu lâu korong kể rằng có một lần cô nhận được cuộc gọi từ giám đốc cho một cuộc họp mục đích buổi gặp mặt này đơn giản chỉ là muốn korong nói về cảm giác của cô khi đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm của aping ngay lập tức korong đã khóc khi nghe giám đốc nói những lời đó với cô. Vì với vai trò là đầu tàu, nữ thần tượng chưa bao giờ được nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà phải đặt ý kiến và cách bày tỏ quan điểm của các thành viên lên hàng đầu, nhìn vào lịch sử hoạt động của Aping từ khi debut cho đến nay đều dễ dàng thấy. Được sự quản lý và dẫn dắt hiệu quả của Corong trong suốt 9 năm hoạt động, chính vì có được một trưởng nhóm tuyệt vời như Corong nên aping mới có thể trở thành nhóm nhạc nữ thế hệ hai duy nhất còn hoạt động tích cực giữa dàn thần tượng thế hệ mới hiện nay bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại